mang trong mình sự nhiệt thành sẻ chia, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng cùng ban biên tập Báo Công an Nhân dân đã lên đường đến với các em học sinh vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Nam để chia sẻ những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Chuyến đi mùa xuân ấm áp tình người đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Đắk Rinh, Đắk Rê là hai xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, giáp với huyện Đắk Trưng, tỉnh Tây Công, Lào. Nơi đây có đến 96% dân số là đồng bào về Tà Riêng, hơn 50% hộ dân ở xã Đắk Rinh là hộ nghèo. Năm qua có lẽ là năm đầy khó khăn với người dân bởi mưa lũ, sạt lở. Đường xã thì hiện nay cũng đang khó khăn, lầy lội. Các cái đường lên nương lên trái cũng chưa có. Chủ yếu là đi bộ, gùi vác bằng vai, chưa có phương tiện là đi lên nương rẫy để mình chuyển các hàng nông sản, chỉ là dùng bằng sức người. Đồng cảm và chia sẻ với khó khăn của bà con, năm nay thông qua chương trình Tết vì người nghèo, các cán bộ chiến sĩ cùng mạnh thường quân đã trao 400 suất quà, mỗi suất trị giá 650.000 đồng đến với 400 hộ gia đình nghèo, cán bộ lão thành cách mạng, người có uy tín. Công an thành phố cũng có rất nhiều của hoạt động xã hội, cùng chung sức và hỗ trợ cùng để bà con, đặc biệt là bà con vùng sâu vùng xa có một cái Tết đầm ấm và vui tươi. Các đơn vị là lực lượng công an, lực lượng đội biên phòng và các cái đơn vị công ty chuyên nghiệp khác được quan tâm đối với là nhân dân của xã Đặc Đinh trong năm 2022 để ăn Tết, đảm bảo về cái việc mà chăm lo an sinh xã hội, là đối với người dân là không có hộ nào nằm trong cái diện mà thiếu đói, thiếu ăn. Hoạt động thiện nguyện đã thành công tốt đẹp, đem lại cho mỗi cán bộ chiến sĩ trải nghiệm thực tế sâu sắc về những mảnh đời địa phương còn nhiều khó khăn. Điều đó càng thôi thúc cán bộ chiến sĩ công an tiếp tục hành trình thiện nguyện với mong muốn nối dài hơn nữa vòng tay yêu thương.